Bác là con người Việt Nam không thể lẫn với đâu khác, và bác cũng là con người của mọi phương trời. Trong từng cử chỉ của bác, con nền văn hóa của phương Đông và nền văn hóa của phương Tây, nền văn hóa của phương Nam và nền văn hóa của phương Bắc. Nhân dân khắp các xứ sở thấy Hồ Chí Minh không có gì xa cách.